Xin chào các bạn. Hôm nay hai bạn nhỏ này sẽ thử thách một trò chơi của chúng mình. Trò chơi mang tên là dùng lưỡi lấy kẹo. Làm sao mà các bạn nhỏ lấy được kẹo xuống mồm để ăn thì các bạn sẽ đạt được 200.000 phần thưởng. Nào bây giờ trò chơi của chúng tôi bắt đầu. Nào, hai bạn nhỏ lên. Đây, đánh đây. Thôi. Bắt đầu. Nào. Lấy đi. Nào. Cố lên các bạn. Các bạn cố lên. Các bạn cố lên. Nào, cố lên ra. Đã lấy được rồi, sắp lấy được rồi. 200.000. Nào, không lấy được à? 200.000 sẽ thuộc về bạn nào? Xem lưỡi bạn nào dài nào, lấy lưỡi vào. Cố lên. Nói. Sắp được rồi. Nào, bạn này, nghe lên. Sắp lấy được vào mồm rồi, cố lên, không ăn được à? 200.000 đấy. Nào, ăn 200.000 nhá. Không lấy được. Không lấy được à? Lưỡi đâu? Ngắn quá. Lại lưỡi dài ra thêm tí nữa.